Rồi, đây là clip test thứ ba là con Roland Mobile PA màu trắng. Thì con này đặc biệt là dành cho micro, light, led drive và một cái outing, một cái nguồn phát vào cùng với một số cái nút tông, nút cân chỉnh. Rồi, đây là cái panel bên hông của nó, các nguồn phát input riêng lẻ. Ba kênh khác nhau tượng trưng cho ba kênh này: mic, light, audio. Và ba kênh này cùng xài chung một cái núm là núm tông, rất nhiều bass thì qua trái, nhiều chép thì qua phải. Reverb cũng là xài chung. Đây là echo. Âm lượng. Đây là kênh âm volume mic. Yo, solo.